Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải hay com Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập số 1, trang 76, sách giáo khoa toán lớp 5 bài luyện tập. Bài tập 1 đề bài yêu cầu các con tính theo mẫu. Chúng ta có mẫu 6% cộng 15% bằng 21%. Như vậy, 6% cộng 15% đề bài đã thực hiện cộng phần số 6 cộng 15 bằng 21, sau đó viết ký hiệu phần trăm vào bên phải tổng tìm được. Tiếp theo ta có 14,2% nhân 3. Để nhân 14,2% với 3, ta thực hiện nhân phần số của tỷ số phần trăm là 14,2 nhân với 3 bằng 42,6, sau đó viết ký hiệu phần trăm vào bên phải tích tìm được. 112,5% trừ 13%. Giống như phép tính cộng, chúng ta thực hiện trừ phần số 112,5 trừ 13 bằng 99,5. Sau đó ta viết ký hiệu phần trăm vào bên phải của hiệu. 60% chia cho 5. Tương tự như phép tính nhân, chúng ta cũng chia phần số của số 60% cho 5 bằng 12 sau đó viết ký hiệu phần trăm vào bên phải thương tìm được. Chúng ta sẽ áp dụng các công thức như vậy với tỷ số phần trăm. Ta có A phần trăm cộng B phần trăm bằng mở ngoặc A cộng B đóng ngoặc phần trăm. A phần trăm trừ B phần trăm bằng mở ngoặc A trừ B đóng ngoặc phần trăm. A phần trăm nhân B phần trăm bằng a nhân b đóng mở ngoặc phần trăm a phần trăm chia b bằng mở ngoặc a chia b đóng ngoặc phần trăm chúng ta cùng đi vào giải bài tập 1 với các ví dụ mẫu và công thức cô vừa đưa ra câu a 27,5 phần trăm cộng 38 phần trăm chúng ta sẽ thực hiện cộng phần số của tỷ số phần trăm 27,5 cộng 38 chúng ta thực hiện như cách tính cộng hai số thập phân đã học 27,5 cộng 38 38 hay chính bằng 38,0 cô thực hiện phép tính cộng lần lượt các hàng. 5 cộng 0 bằng 5. 7 cộng 8 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 2 cộng 3 bằng 5, nhớ 1 bằng 6, viết 6. Viết dấu phẩy vào vị trí thẳng với dấu phẩy của các số hạng. Cô được kết quả bằng 65, 5. Sau khi đã tính được kết quả, ta viết thêm ký hiệu phần trăm vào bên phải của tổng như vậy, 27,5% cộng 38% bằng 65,5%. Câu B. 30% trừ 16%. Ta thực hiện trừ phần số của tỷ số phần trăm, tức là 30 trừ 16. 0 không, không trừ được 6 lấy 10 trừ 6 bằng 4 viết 4 nhớ 1. 1 nhớ 1 bằng 2. 3 trừ 2 bằng 1. Như vậy cô được kết quả bằng 14. Sau đó cô viết ký hiệu phần trăm vào bên phải của hiệu. 30 phần trăm trừ 16 phần trăm bằng 14 Câu C. 14,2 phần trăm nhân 4. Ta có A phần trăm nhân B bằng mở ngoặc. A nhân B đóng ngoặc phần trăm. Như vậy, cô sẽ nhân 14,2 với 4. 14. 4 x 2 bằng 8, viết 8. 4 x 4 bằng 16, viết 6, nhớ 1. 4 x 1 bằng 4, nhớ 1, bằng 5. Phần thập phân của số thập phân có một chữ số. Như vậy, cô dùng dấu phẩy tách ở tích ra một chữ số kể từ phải sang trái, Bằng 56,8 Sau đó cô viết ký hiệu phần trăm vào bên phải tích tìm được 56,8 phần trăm là kết quả của câu C Câu D 216 phần trăm Chia cho 8 Tương tự như phép tính nhân Ta có A phần trăm chia B bằng mở ngoặc A chia cho B đóng ngoặc Phần trăm Cô sẽ lấy 216 chia cho 8 21 chia cho 8 được 2 2 x 8 bằng 16 21 trừ 16 bằng 5 Hạ 6 56 chia cho 8 được 7. 7 x 8 bằng 56. 56 trừ 56 bằng 0. Như vậy cô được kết quả bằng 27. Cô viết thêm ký hiệu phần trăm vào bên phải của thương. Như vậy 216% chia 8 bằng 27%. Vừa rồi cô giáo đã hướng dẫn xong cho các con bài tập 1, trang 76, sách giáo khoa toán lớp 5 bài luyện tập. Để xem thêm nhiều lời giải của các bài tập khác, các con hãy truy cập trang web lời giải hay com Cô chúc các con học tốt!